đi lên cầu thì ra lại chỗ này. Này là đường cái. Ở trời đang rất mưa. Cái đường mới biển thì dễ làm cái đường rộng quá trời. Bãi biển Mỹ Khê này là bãi biển du lịch của Quảng Ngãi. Bãi biển ở Đà Nẵng cũng tên là bãi biển Mỹ Khê nữa. Trước làm việc ở đây nè, hay ra đây ăn. Nơi để xe. Cái đường này hồi xưa nó nhỏ xíu và bây giờ mở rộng ra đẹp. Sớm ra đây coi bà con ta đi thúng về. Lý Sơn cũng gần đó, từ tỉnh Khê đi ra bến tàu Lý Sơn khoảng 5 cây số, rồi ngồi tàu đưa ra đảo Lý Sơn để mai mốt thì qua bến đêm. Cái này là cái cổng chào của xã Tịnh Kỳ. Ủa, xã Tịnh Kỳ ở xa lưng ở trước này không biết xã gì. Đây nè.
trả hả chị? Dạ trả kể. Qua thứ luôn. Cái này trả nè bà con. Nguyên cục tổ bố luôn. Anh nguyên cục này no luôn. Để nguyên cục này. Giò, anh giò chả với xương. Thì muốn làm gì đó là này giống phở vậy hả? Hủ tiếu hả? Thấy hấp dẫn luôn nha bà con. Xương rồi chả rồi giò rồi sao cũng được. Anh thử rồi bò kho bán sáng hả? Nặng có gì sáng mai ra ăn thôi. Tiếu này lạ lạ vô ăn thử rồi. Trong đó là có già, có giò nè, cục giò nè, cục xương nè, với chả, giò heo, xương heo. Chả này chả bò hả chị? Chả bò. Chả bò với xương heo với giò heo. Ở đây là xã gì vậy chị? Hả? Không, cái xã mình nó xã gì á? Tịnh Khê. Ở đây là xã Tịnh Khê. Này muốn ăn người Quảng Ngãi. Mà chắc cũng la vậy. Đi lên cầu thì ra lại chỗ này. Này là đường cái. Mà trời đang rất mưa. Trời ơi, đường cái chạy lên cầu rồi kìa. Trời đang mưa đó bà con. Vội vàng chị em khiến ta u buồn. Hồi xưa tôi làm việc á, ở ngoài Quảng Ngãi này á, là cái văn phòng đặt ở đâu đây nè. Bây giờ thay đổi hết rồi. Ở phía sau đó là biển á. Bây giờ ta mấy chủ cũ bây giờ người ta bán đất hết rồi. Bây giờ chủ mới vô mua. Và ở đây nè. Ở đây là cái miếng đất này hồi xưa là cái văn phòng đặt cái chỗ này nè. Bây giờ thành cái gì đâu không biết. Trong anh từng cơn mưa lặng lẽ.